Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án 4 căn nhà mới nhất gần với lại trường Đại học Đại Nam, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, gần với lại bến xe Yên Nghĩa, gần với trục đường quốc lộ 21. Với 4 căn nhà này thì đã bán 2 căn, còn 2 căn diện tích thì căn này là 30m và căn bên cạnh là 35m. Thiết kế 4 tầng, hướng nhà là hướng Đông Nam, ngõ trước nhà 2m, cách với lại đường ô tô đi lại khoảng tầm 70m mọi người ạ. Và hai căn nhà, 4 căn nhà này thì đã bán 2 căn, hoàn thiện xong hết rồi, có thể dọn đồ về và ở ngay, hồ sơ điện nước đầy đủ riêng biệt từng căn. Mời quý vị theo em vào khám phá căn nhà 30m² này nhá. Căn 35m kia thì Ngọc Anh sẽ làm một cái video khác để gửi tới cho quý vị. Còn căn nhà này thì diện tích của nó 30m, thiết kế 4 tầng ra sao. Đây là cái phần tầng 1 Ngọc Anh đang đứng, với phần cửa chính là thiết kế cửa sắt sơn tĩnh điện. Và với thiết kế 4 tầng thì đây là phần tầng 1 của ngôi nhà, phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Với căn nhà này thì được cái ưu điểm là chủ nhà có tặng cho mình nội thất. Nội thất ở đây thì là gồm, ở đây là bộ bàn ghế phòng khách này, phòng bếp mọi người ạ. Đây là cái phần kệ để tivi, trang trí phòng khách rất là hợp lý. Với một cái căn nhà diện tích 30m, gỗ thì thiết kế đây là gỗ sồi mọi người nhá. Phòng bếp và phòng khách đều thiết kế là gỗ sồi cho quý vị. Và cái giá bán thì rất là hợp lý mọi người ạ. Giá bán của ngôi nhà này là 2.450.000.000, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Đó, hướng nhà thì là hướng Đông Nam. Quý vị nào mà đang tìm hiểu hướng Đông Nam thì đừng bỏ lỡ cái video này, bởi vì giá của căn nhà này là giá bán cả nhà và đất. Và với cái sổ đỏ đầy đủ, bàn giao được ngay trong ngày. Và cái ngôi nhà này là theo hiện trạng, quý vị cũng có thể dọn đồ về và ở ngay. Cụ thể vị trí của căn nhà này thì nó thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, rất là gần với Ủy ban Nhân dân phường, xung quanh ngập tràn tiện ích chợ trường phường trạm, gần với trường mầm non tiểu học cấp 1, cấp 2. Với cái căn nhà này thì ra tới trục đường quốc lộ 21, nó khoảng tầm 500m mọi người nhé. Và hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện của ngôi nhà đều đã được lắp đặt đầy đủ. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60. Đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Còn đây là phần phòng bếp. Với cái không gian phòng bếp này thì cũng đã được lắp đặt đầy đủ cho quý vị về tủ bếp này, cũng như là phụ kiện bếp đi kèm chất liệu inox 304 đều đã được thiết kế xong xuôi đầy đủ. Chậu rửa, vòi rửa, hồ sơ điện, mặt bếp ốp đá granite, và xung quanh cái mặt bếp này thì là ốp đá mọi người ạ. Với cái phần phòng khách, phòng bếp thì đây là còn một phòng vệ sinh nữa cho quý vị sử dụng. Ở phía dưới tầng 1 đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với quan trọng nhất, tất cả các bất động sản mà Ngọc Ánh quay và gửi tới cho quý vị, 100% sổ sách đầy đủ, hồ sơ điện nước đầy đủ, cũng như giấy phép xây dựng đầy đủ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 80% giá trị. Đó. Và cái căn nhà này thì được cái ưu điểm tiếp theo đây mọi người ạ. Với cái phần ở đây là có một cái cửa ở đằng sau để lấy thoáng vào trong không gian phòng bếp cũng như phòng khách, mở ra rất là hút gió, rất là thoáng. Như vậy Ngọc Anh đã review cụ thể với căn nhà 4 tầng này thì tầng 1 của ngôi nhà rồi. Thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Đấy, đây là cái bộ bàn ăn ở phía dưới tầng 1 này. Sử dụng cũng rất là hợp lý. Với cái diện tích nhỏ, tuy nhiên thì cái công năng sử dụng cũng khá là ổn. Nếu như để nó hoàn hảo 100% thì không có mọi người ạ. Mỗi người một ý, tuy nhiên thì như thế này là chủ đầu tư đáp ứng được cái công năng sử dụng cho một hộ gia đình nhỏ rồi. Tiếp theo, mời mọi người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Đây là cái phần cầu thang đi lên giữa các tầng, tầng 2 mọi người ạ. Thì cái toàn bộ cái phần mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Với cái phần giữa ở đây là có cửa sổ nhỏ để hướng lên các phòng này, rất là thoáng mọi người ơi. Và đây là phần tầng 2. Tầng 2 của ngôi nhà này thì thiết kế một phòng ngủ rất là rộng, một phòng vệ sinh ở phía bên trong. Đây là phần phòng ngủ của ngôi nhà, rộng rãi, cửa sổ thông thoáng hướng ra mặt ngõ. Đây, hiện tại căn nhà này thì điện đang bị mất cho nên Ngọc Anh cứ quay cho quý vị. Tuy nhiên thì đây là ánh sáng tự nhiên vào trong không gian phòng nhá, rất là thoáng. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Cửa thông phòng thiết kế là cửa nhựa composite. Và đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho các phòng bên trong. Phòng vệ sinh thiết kế theo kiểu master. Phòng ngủ này thì khá là rộng, vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất mọi người ạ.
Mời cho em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà nhé. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế tương tự như tầng 2. Tuy nhiên nó khác một chút là phòng vệ sinh ở phía bên ngoài, không thiết kế ở phía bên trong nữa. Từ vị trí ngôi nhà này cách với lại Ủy ban nhân dân phường Phú Lương nó khoảng tầm 300m. Giao thông đi lại thuận tiện. Xung quanh đầy đủ tiện ích, ngập tràn. Căn nhà này thì phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông, đi làm ở dưới khu vực Thanh Oai. Quá là hợp lý. Từ vị trí ngôi nhà này lên tới trung tâm hành chính quận thì nó khoảng tầm 4 km. Đây là phòng vệ sinh sử dụng ở phía tầng 3 của ngôi nhà. Nói chung công năng sử dụng theo từng tầng là đầy đủ. Sau đây mời mời theo em lên khám phá tầng 4. Đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Lên trên phía tầng 4, ở đây có một cái ô giếng trời để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Đó. Đây là khu vực để máy giặt. Đây, tất cả đều có cửa sổ rất là thoáng. Ở phía mặt sau, phần phòng thờ nhỏ nhắn hợp lý. Phòng nào có điện đóm đầy đủ mọi người nhé. Và trên phía tầng 4 thì chủ nhà có thiết kế thêm cho quý vị một cái căn phòng riêng này. Phòng này thì quý vị có thể làm phòng ngủ, có thể là phòng làm việc. Cái này thì tùy mục đích công năng sử dụng. Còn đây là phần sân phơi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Đây, nhìn từ vị trí này thì xung quanh dân cư rất là đông đúc. Mọi người ạ, giao thông đi lại thuận tiện, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông hoặc là quý vị đi làm theo trục đường Nguyễn Trãi Thanh Xuân cũng khá là hợp lý. Nếu như tính từ vị trí này mà lên tới ngã tư Sở thì nó rơi khoảng tầm 11 km. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.